Xin chào các bạn, hôm nay mình lại có thời gian vào bếp để chia sẻ cùng với các bạn món thăn lợn ướp sả tỏi áp chảo. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nhé. Mình sẽ đem rửa sạch tất cả những thứ mình chuẩn bị. Đây là 350g thăn lợn. Đây là 3 cây sả. Đây là hành tỏi, bóc vỏ. Đem rửa sạch luôn. Và đây là mình có 2 quả ớt cay. Hành tỏi thì mình sẽ băm thật nhỏ như thế này. Mình sẽ làm miếng thịt như vậy để cho nó có độ mềm hơn. Mình sẽ cho vào đây một thìa cà phê tiêu xay. Một thìa cà phê mắm nước. Một thìa cà phê xì dầu. Một thìa cà phê đường. Và cho vào đây một thìa canh dầu ăn. Mình sẽ cho tất chỗ sả hành tỏi khi nãy vừa băm vào đây.
Mình sẽ đảo kỹ cho thịt ngấm gia vị nó có độ mềm. Mình để khoảng tầm 30 phút nhé. Mình rán sơ xong rồi mình sẽ vớt ra để mình rán tiếp mẻ khác. Lát mình sẽ rán lại lần hai. Bây giờ mình cũng sẽ vớt chỗ thịt này lên. Thì mình sẽ cho cái mẻ thịt trước vào chiên lần hai nhé. Vậy là mình đã làm xong món thịt lạc thăn ướp sả. Rất là nhanh và món ăn rất hấp dẫn. Các bạn xem cách làm của mình, nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.